Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Không biết thời gian gần đây các bạn theo dõi trên kênh YouTube của mình thì các bạn có thấy là những cái sản phẩm phụ kiện điện thoại mà mình giới thiệu đến cho các bạn đều là những sản phẩm rất là đa dụng đúng không nào? Và có nhiều sản phẩm mình thấy là cũng khá là độc với cả lạ chứ. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái cục sạc siêu to khổng lồ luôn. Có dòng ra tối đa là 45W, nhưng cục sạc này có khá nhiều điều để nói, chứ nó không đơn giản giống nhiều cái cục sạc 45W của Samsung mà mình đang cầm trên tay này đâu. Với cái cục sạc 45W này, nếu các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê của mình thì các bạn sẽ được mua với mức giá rất khuyến mại, rơi vào khoảng 429.000 đồng. Đấy. Và bình thường thì những cái cục sạc như này bây giờ các bạn mua đều phải 700-800 nghìn hết. Nhưng cái ưu điểm của cục sạc này với mức giá 429.000, chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có hai đầu ra luôn. Ví dụ như là cái cục sạc của Samsung này, nó chỉ có một đầu ra duy nhất, đấy là đầu Type-C to Type-C. Như vậy nếu các bạn làm mất cái sợi cáp Type-C to Type-C này thì chúng ta mua lại nó sẽ tương đối là phiền phức đấy. Đấy, nếu chúng ta muốn sử dụng cái sạc 45W này, và thậm chí bây giờ rất nhiều cái sạc khác của những dòng S của Samsung năm nay là nó đều sử dụng chuẩn Type-C to Type-C hết rồi. Thì cái sạc này ngoài cái cổng Type-C to Type-C như thế này thì nó cũng sẽ có thêm một cái cổng Type-A to Type-C nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng một cái cổng thường như này. Đấy, thêm nữa nào, vẫn chưa hết. Cái chỗ này thì nó có hiển thị lên đây một cái màn hình nhỏ. Ở trên cái màn hình này thì nó sẽ hiển thị lên cái thông số là bao nhiêu vôn, bao nhiêu ampe, để các bạn có thể biết được là cái cường độ dòng điện vào trong máy của bạn sẽ là bao nhiêu. Và có một tính năng rất hay, đó là nó sẽ tự động ngắt khi mà pin của bạn đầy. Rồi một câu hỏi đặt ra nữa, đó là nếu mà chúng ta sử dụng hai cái đầu này thì đầu ra, cái dòng ra tối đa của nó sẽ là như nào? Nếu chúng ta sử dụng độc lập, nghĩa là chúng ta chỉ sử dụng một trong hai đầu thôi, thì cái dòng ra tối đa ở trên hai cái đầu này, ở trong trên một trong hai cái đầu này sẽ đều là 45W cả. Đấy, tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng cả hai đầu song song thì nó sẽ phải bù trừ để làm sao cho tổng hai cái này nó bằng 45W. Đấy, các bạn hình dung được không? Nhưng mà đều là sạc nhanh cả, chắc chắn là các bạn có thể sạc cùng lúc hai thiết bị đều sạc nhanh cả. Ở đây thì mình thấy là có rất là nhiều những cái dòng ra ở trên cái sạc này, ví dụ như là 4,5V 5A này, rồi là 5V 4,5A này, 9V 3A là 27W này, 12V 3A này là 36W. Đấy, 20V 2,25A nghĩa là khoảng 45W, đấy là cao nhất. Đấy, các bạn hình dung được không? Thì nó cứ có rất là nhiều những dòng ra như thế, thì có thể là ở cái cổng Type-C này nó là dòng ra nó, ví dụ nó là 20W chẳng hạn, thì cái dòng ra còn lại trên này thì nó sẽ là khoảng 25W, kiểu như vậy. Đấy, còn nếu mà chúng ta chỉ sạc một đầu thôi thì nó sẽ lên được 45W. Hôm qua thì mình có test thử sạc cho cái Galaxy Note 10 Plus. Note 10 Plus thì nó có hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 45W. Đấy, tuy nhiên là lúc đó mình sạc cái Note 10 Plus ấy thì cái pin của nó vẫn còn. Nhưng mà lúc mà sạc là nó vẫn lên được gần 30W ấy, như là 9, mấy vôn, gần 3A, 2,8 mấy ampe, gần 30W ấy. Cái đèn LED này rất hay nhá. Thế còn nếu mà chúng ta cắm một đầu mà chúng ta sạc cho cái Galaxy S20 Ultra này này, một cái thiết bị mà nó cũng hỗ trợ sạc tối đa là 45W ấy, thì các bạn biết là nó hiển thị lên cái gì ở trên này không? Nó hiển thị lên đây chữ sạc siêu nhanh. Sạc siêu nhanh các bạn ạ. Vậy thì cái nhược điểm của nó là gì? Đó là nó quá to và dày. Quá to và dày, đấy là nhược điểm lớn nhất của nó. Chứ còn lại mình thấy là cái ưu điểm là có thêm một cái đầu này là rất quan trọng này. Bởi vì rõ ràng một cái sạc 45W mà chúng ta chỉ sạc cho một điện thoại như kiểu là cái sạc của Samsung này thì nó rất là phí. Còn chúng ta sử dụng một cái sạc 45W mà chúng ta sạc cho hai cái điện thoại đều là sạc nhanh cả thì rất là ngon luôn. Và cái sạc này có sạc nhanh được cho cả iPhone, ví dụ như là iPhone 11 Pro Max có hỗ trợ sạc nhanh cho cái iPhone 11 Pro Max đấy nhé. Đấy, thì chúng ta có thể sử dụng cái cáp thường to Lightning hoặc là cái cáp Type-C to Lightning đều được hết, thoải mái luôn. Vậy thì để đặt mua cái cục sạc 45W này thì sao? Rất đơn giản thôi. Đây, mình sẽ quay màn hình cho các bạn xem. Các bạn hãy kích trực tiếp vào đường link mà mình đã để ngay phía dưới phần mô tả video này. Đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến fanpage của Halomo. Halomo là đơn vị bán chính hãng cái cục sạc 3 sợi này cho các bạn nhé. Thế xong sau đó thì fanpage của Halomo sẽ tự động nhắn tin lại để chốt đơn với cả các bạn. Đó, các bạn sẽ ấn nút cho mình là ấn nút đặt hàng ngay. Đấy, trên này thì bạn có thể thấy luôn này, đấy cái hình này, rất là đẹp luôn. Đấy, thế xong sau đó thì các bạn sẽ chọn phân loại cho mình. Đây, ví dụ như các bạn lựa chọn cái sạc màu đen một cái hay là sạc màu trắng một cái chẳng hạn. Ví dụ đây, mình chọn cái sạc màu trắng này đi, mình giảm cái sạc màu đen này đi. Đấy, ví dụ thế thôi. Đấy, ấn tiếp tục này. Chúng ta sẽ làm gì nữa? Chúng ta sẽ chỉ việc ấn thêm địa chỉ. Đấy, tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào đây. Như thế là fanpage họ đã tự động chốt đơn với các bạn rồi. Rất nhanh chóng, đúng không nào? Đó, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái cục sạc siêu to khổng lồ 45W có hai đầu ra như này và có cả hiển thị
đèn LED lên lên luôn để cho các bạn xem là cái công suất sạc ra là bao nhiêu, và có hỗ trợ cả sạc nhanh cho cả Android lẫn iOS. Các bạn cảm thấy sao? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.